nó lên à, qua việc nghiên cứu thăm hỏi cái mô hình ở, ở Myanmar thì tôi thấy cái mô hình ở cộng đồng CEF này rất là tốt, bởi vì họ hoạt động theo cái quy chế và có sự hỗ trợ rất là tốt của chính quyền và cũng như các cái tổ chức ở trên địa bàn cũng như các tổ chức phi chính phủ khác. Thì qua việc này thì tôi cũng học được, cũng là cái để mà phát triển được thì tôi cũng phải liên kết lại những người dân, đồng thời những người nông dân, và tạo điều kiện cho họ cái về vấn đề về với chính quyền địa phương, cũng như kêu gọi sự hỗ trợ của các cái tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ cho người nông dân về các cái kỹ thuật và nâng cao năng lực của họ trong vấn đề sản xuất kinh doanh, cũng như cái canh tác được hiệu quả hơn. Okay. Okay.